Sau lễ hỏa táng được tổ chức tại Mỹ vào ngày 3 tháng 1, hiện tro cốt của cố nghệ sĩ Vân Quang Long đang chờ chuyển về Việt Nam để an vị. Tại quê nhà Đồng Tháp, ba mẹ và người thân đã chuẩn bị mộ phần cho cố ca sĩ Vân Quang Long. Vào ngày 13 tháng 1, clip ghi lại cảnh bố mẹ Vân Quang Long lặng lẽ đến lau dọn nơi an nghỉ của con trai quá cố đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh mẹ Vân Quang Long tỉ mỉ lau từng chi tiết trên mộ phần của con trai, hai vợ chồng người đầu bạc nhìn nhau trước di ảnh của người đầu xanh khiến khán giả vô cùng xót xa. Được biết, mộ phần của ca sĩ Vân Quang Long đã được hoàn thành, chỉ đang chờ dựng thêm mái che xung quanh để bảo vệ. Hiện tro cốt cố nghệ sĩ vẫn chưa về đến Việt Nam. Đặc biệt, mẹ ca sĩ Vân Quang Long cũng có những chia sẻ gây chú ý về ồn ào của gia đình trong suốt thời gian qua. Về thông tin ông bà không nhận cháu nội gây xôn xao, mẹ ruột Vân Quang Long giải thích, không có chuyện này, tôi và chồng chưa từng nói không nhìn cháu. Tôi chỉ nói lúc đó đang lo hậu sự cho Vân Quang Long nên chuyện đó tính sau. Tôi không hề nói không nhận cháu mà mọi người lại lan truyền như vậy. Sau khi nhiều thông tin riêng tư của gia đình bị lộ ra ngoài, mẹ Vân Quang Long cho biết bà rất buồn và khổ tâm. Nếu cộng đồng mạng hiểu tôi thì tốt, còn những người nói sai thì phải chịu. Tôi nói với chồng thôi đừng lên tiếng gì nữa. Nhưng khi nghe người ta nói nặng lời mình quá thì tôi rất buồn. Tôi đi ra đi vào và nghĩ tôi có làm gì đâu mà mọi người chửi mình, mà lại chửi rất nặng nề. Trước đó trên mạng xã hội đã xuất hiện clip bố mẹ ca sĩ Vân Quang Long khẳng định không thừa nhận Linh Lan là con dâu. Về chuyện này ông bà chia sẻ, còn đối với cô Linh Lan thì tôi cấm không cho vào nhà, bởi vậy cô ấy đâu có được vào đây mà coi như con được. Bây giờ Hiển đã an nghỉ rồi thì chuyện đó bỏ qua. Còn đứa cháu gái, nó nói là mang dòng máu của Hiển thì kêu ông bà nội. Tôi mới nói là chuyện đó để sau. Tại vì tôi đã không chịu từ đầu rồi, cô ấy đâu phải hợp pháp, chính thức gì đâu, bởi tôi đâu có đứng ra cưới hỏi gì. Cô ấy đâu có ở đây ngày nào đâu, bởi vì tôi đâu có cho. Vào ngày 12 tháng 1, Linh Lan cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân để giải thích những lùm xùm hậu tang lễ của chồng. Nói về bố mẹ ruột ca sĩ Vân Quang Long, Linh Lan bày tỏ, và cuối cùng con chân thành xin lỗi ba mẹ và xin lỗi anh Long thật nhiều, cũng như mong mọi người hãy dừng lại để cho anh ấy được ra đi thanh thản. Đây cũng là lần cuối cùng Lan nói và xin chấm dứt từ đây, mong đừng ai nói gì nữa.